Quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp đầu tuần đầu ngày của đài truyền hình IBC được phát trên hai miền Nam Bắc California, tại miền Bắc California băng tần 16.12, tại miền Nam California băng tần 57.19 và cũng như tại Houston, Texas băng tần 27.7 và tại hệ thống Galaxy 19 được phát trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị cũng có thể đón theo dõi qua website ibctv.us hoặc là subscribe trên channel của YouTube IBC TV Official. Và chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của số ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Đại tướng Alarov được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga. Người Palestine tổ chức tang lễ cho 10 người thiệt mạng trong cuộc đột kích ở bờ Tây. Thẩm phán Hoa Kỳ bị giết bên ngoài nhà, nghi phạm trong vụ ly hôn. Guterres nhắc lại sự cần thiết của lệnh ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Brazil, mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xướng ngôn viên Xuân Anh. Thưa quý vị, mở đầu là tin tức cho biết Đại tướng Azalov được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga. Các hãng thông tấn nhà nước Nga RIA và TASS đã đưa tin hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10, Đại tá Viktor Azalov đã được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng không quân Nga. Được biết, ông Azalov giữ chức tư lệnh lực lượng không quân Nga sau khi tướng Sergei Surovikin bị cách chức vào tháng 8. Surovikin được mệnh danh là tướng Armageddon và sử dụng chiến thuật ném bom rải thảm khi Nga can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria, đã chỉ đạo một thời gian ngắn chiến dịch của Nga ở Ukraine vào năm ngoái, trước khi bị giáng chức vào tháng 1. Vào tháng 9, Surovikin dường như đã trở lại nhiệm vụ chính thức khi là thành viên của phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga tới Algeria. Theo tình báo quân đội Anh, Azarov trước đây là cấp phó của Surovikin và cũng là tham mưu trưởng lực lượng hàng không vũ trụ trong ít nhất 4 năm. Ukraine nói rằng ông đóng vai trò trực tiếp trong việc lập kế hoạch và truy tố cuộc tấn công dữ dội của Nga chống lại nước này. Người Palestine tổ chức tang lễ cho 10 người thiệt mạng trong cuộc đột kích ở bờ Tây. Người Palestine vào hôm thứ Sáu 20 tháng 10 vừa qua đã tổ chức tang lễ cho 10 người thiệt mạng khi lực lượng Israel đột kích và thực hiện cuộc không kích vào một trại tị nạn ở bờ Tây bị chiếm đóng. Các quan chức Palestine cho biết, cuộc đột kích vào hôm thứ Năm ngày 19 tháng 10 đã khiến cho ít nhất 12 người thiệt mạng và cảnh sát Israel cho biết một sĩ quan đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công, một vụ sử dụng sức mạnh không quân hiếm hoi ở bờ Tây nhằm vào một nhóm người Palestine gây ra mối đe dọa cho binh lính trong khu vực. Họ cho biết họ đã bắt giữ 10 người Palestine trong cuộc đột kích. Hãng thông tấn chính thức của chính quyền Palestine WAFA cho biết hàng chục người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ ở trại tị nạn Nur Shams gần thành phố trung tâm Qom, gần với biên giới lãnh thổ Israel. Bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng kể từ khi Israel bắt đầu ném bom vào dải Gaza để trả đũa vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 vừa qua tại các thị trấn của Israel, đã khiến cho 1.400 người phải thiệt mạng. Và thẩm phán Hoa Kỳ đã bị giết bên ngoài nhà, nghi phạm trong vụ ly hôn. Cảnh sát hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10 đã cho biết một thẩm phán Maryland đã bị bắn giết trên đường lái xe vào nhà ông, dẫn đến một cuộc truy lùng nghi phạm mà chính quyền cho biết có liên quan đến một vụ ly hôn được xét xử tại tòa án của thẩm phán trước đó trong ngày. Phó thẩm phán tòa án lưu động Maryland Andrew Wilkinson, 52 tuổi, được tìm thấy bên ngoài nhà ông ở Hagerstow vào khoảng 8 giờ tối. Hôm thứ Năm với nhiều vết thương do đạn bắn. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Washington còn cho hay anh ta được đưa đến bệnh viện nơi anh ta được tuyên bố đã tử vong. Cảnh sát trưởng còn cho hay nghi phạm Pedro Acote, 49 tuổi, dự kiến tham dự phiên điều trần ly hôn trước thẩm phán vào thứ Năm nhưng không có mặt.
Cảnh sát trưởng cũng cho hay khi cuộc tìm kiếm Agote bắt đầu, binh lính của tiểu bang Maryland đã được khai triển để bảo vệ nhà của các thẩm phán quận Washington trong đêm, nhưng hiện tại không có mối đe dọa nào nữa được dự đoán. Guterres nhắc lại sự cần thiết của lệnh ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các xe tải viện trợ cần phải di chuyển đến dải Gaza càng nhanh càng tốt tại phía Ai Cập của cửa khẩu Rafah dưới dải Gaza và Ai Cập vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10 vừa qua. Ông kêu gọi điều động một lượng lớn xe tải vào dải Gaza mỗi ngày và yêu cầu việc xác minh viện trợ phải được thực hiện theo cách thiết thực và nhanh chóng. Việc vượt biên đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Israel bắt đầu ném bom hàng loạt vào dải Gaza để trả đũa cho cuộc tấn công chết người của nhóm chiến binh Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Gaza đang thiếu nhiên liệu, thực phẩm, nước và thuốc men, nhưng biên giới do Ai Cập kiểm soát vẫn đóng cửa, trong khi các bên khác nhau tranh cãi về các điều khoản cho phép viện trợ chảy vào. Ông Guterres đã bay tới Ai Cập vào hôm thứ Sáu để thúc đẩy các chiếc xe tải di chuyển. Và Bộ trưởng Nội vụ Đức đã kêu gọi trục xuất những người ủng hộ Hamas. Bộ trưởng Nội vụ Đức hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10 đã cho biết những người ủng hộ Hamas nên bị trục xuất khỏi đất nước nếu có thể, đồng thời nói thêm rằng chính quyền sẽ theo dõi chặt chẽ những kẻ tấn công Hồi giáo tiềm năng. Bà Nancy Faeser nói với các phóng viên sau các cuộc nói chuyện với các quan chức tại văn phòng cảnh sát hình sự liên bang rằng nếu chúng tôi có thể trục xuất những người ủng hộ Hamas, chúng tôi phải làm điều này, Faeser đã nói thêm. Các cơ quan an ninh của chúng tôi hiện đang tập trung mạnh mẽ hơn vào bối cảnh Hồi giáo, đồng thời chỉ ra cuộc tấn công gần đây ở Brussels như là một dấu hiệu cho thấy mối đe dọa liên quan đến căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tiếp theo là một vài giây phút cho phần bảo trợ thương mại, sau đó sứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin vừa được cập nhật. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi.